Đôi khi tôi thấy hình như những chiến binh đã không về nhà, từ mặt trận đẫm máu không nằm lại trong đất khi nào đó trước đây, mà trở thành đàn siêu trắng bay lên trời. Thời gian cứ trôi từ những ngày ấy đến hôm nay, đàn siêu cứ bay và cất tiếng kêu từ trên cao. Chắc là vì như thế, rất buồn giàu, rất thường xuyên chúng ta cứ lặng im, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trở thành đàn siêu trắng bay